kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay ngày mới cái chúc vi mạnh khỏe bình an và hạnh phúc thưa quý vị và các bạn thân mến bế mạc hội nghị trung ương năm nguyễn xuân phúc bị thất thế còn tô lâm thì quay lại với phạm minh chính như vậy là kết quả đã không như dự đoán ban đầu hội nghị trung ương năm sẽ là hội nghị thay ngựa giữa dòng ông nguyễn phú trọng sẽ áp lực rời ghế vì tuổi cao sức yếu và nhường ghế lại cho KLMV Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính đấu với nhau. Tuy nhiên thì nhiều người đã đánh giá thấp ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã đủ mạnh để đè bẹp tất cả và không ai có thể hất ngược được ông. Và ông Trọng vẫn tại vị thì có nghĩa là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh Chính đều ở lại vị trí cũ. Đối với ông Chính thì ở lại ghế thủ tướng thì vẫn là không mất gì vì ghế thủ tướng vốn là ghế có nhiều quyền lực và nhiều tiền bạc. Tuy nhiên thì ông Klmer và Nguyễn Xuân Phúc ở lại chiếc ghế chủ tịch nước là chiếc ghế hữu danh vô thực và điều này được xem như là một thất bại vì chiếc ghế chủ tịch nước mà ông Phúc hiện đang nắm chỉ là một chiếc ghế không có thực lực. Uổng công ông Tô Lâm liên minh với ông Klmer và Nguyễn Xuân Phúc để chiến. Vì ông Phúc không lên được trước thì ông Tô Lâm vẫn không sơ múi được gì nên đành tạm biệt ông chủ tịch hữu danh vô thực càng sớm càng tốt. Tô Lâm quả là người thức thời từ chỗ thuộc hạ của ông Nguyễn Phú Trọng sau đó thì chuyển sang làm người liên minh với ông Cờ và Nguyễn Xuân Phúc để mưu cầu quyền lực. Tuy nhiên thì ông Phúc không gặt hái được gì thì ông dứt áo ra đi. Ngày 11 tháng 5 năm 2022, ông Phạm Minh Chính đến thủ đô Washington bắt đầu chuyến công du và làm việc tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì điều đáng nói là trong phái đoàn có ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Trong khối ASEAN thì Việt Nam là quốc gia độc tài, nhà nước, công an trị, lối tài trị nặng bạo lực, không tuân thủ luật pháp đã bị Mỹ và cả thế giới chỉ trích, đặc biệt là các vấn đề nhân quyền. Chính vì vậy mà ngành an ninh cộng sản Việt Nam rất khác biệt với phần còn lại, hầu như là không có điểm chung nào cả. Vậy ông Tô Lâm theo Phạm Minh Chính để làm gì? Phải chăng ông Tô Lâm đang muốn buông Nguyễn Xuân Phúc và sắt cánh cùng với Phạm Minh Chính không có việc gì mà cứ muốn gần gũi sếp thì đó là cách làm của người su nịnh. Ông Tô Lâm là người thức thời và ông sẽ làm như thế nào miễn là có lợi cho bản thân và phe cánh của mình. Một bộ trưởng công an bỏ thời gian bay nửa vòng trái đất đến Hoa Kỳ chỉ để nói chuyện chung chung, không rõ mục đích là câu hỏi tỏ tướng. Hiện nay, Tô Lâm bị phía Đức và Slovakia xem như là một thành phần phạm pháp với luật pháp quốc tế, thì ông Tô Lâm bàn bạc được gì về hợp tác an ninh thế giới và khu vực. Trong nhiều năm, thị trường trái phiếu ở giữa Cộng sản Việt Nam chủ yếu là thị trường trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, thì chỉ trong 4 năm từ năm 2018 đến năm 2021, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng từ 224.000 tỷ đồng lên 722,7 ngàn tỷ đồng, tức là tăng tới 323%. Nguyên nhân của hiện tượng đang nóng là gì? Là những doanh nghiệp đang ngoắc ngoài phát hiện có kẽ hở để họ hốt vốn. Vậy đó là lỗ hổng gì? Đó là hạ tầng pháp lý thủng lỗ chỗ và chính vì vậy mà 80% doanh nghiệp phát triển trái phiếu là những doanh nghiệp ba không, không tài sản bảo đảm, không xếp hạng tín nhiệm và không bảo lãnh thanh toán với và rủ nhau vào hốt hỏng đến mức mà hơn 80% doanh nghiệp chui qua được thì xem như là toang rồi. Và hạ tầng pháp lý không có khả năng gạn lọc những doanh nghiệp yếu. Hạ tầng pháp lý có bao gồm luật, quy định cả bộ máy vận hành của nó mà tài nguyên trong bộ máy, con người, văn bản, luật thì có thể sửa dễ dàng, nhưng con người điều hành thị trường này thì không thể ngày một ngày hai có thể đáp ứng được thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có nhu cầu rất lớn và doanh nghiệp có nhu cầu phát triển và nhà đầu tư có nhu cầu mua trái phiếu để kiếm lời với hạ tầng pháp lý yếu như vậy thì nó sẽ trở thành nơi mà các doanh nghiệp lừa nhà đầu tư mà thôi Thị trường vốn là nền tảng cấp vốn cho doanh nghiệp phát triển và nó giúp cho những doanh nghiệp có ý tưởng kinh doanh tốt và có khả năng quản trị tốt có thể dùng đòn bẩy tài chính và phát triển bùng nổ như là các kỳ lân trên thế giới đã làm. Nếu như mà để nhà đầu tư mất lòng tin thì thị trường vốn sẽ bị sụp đổ mà thị trường vốn sụp đổ thì nó sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy cho nền kinh tế vì doanh nghiệp chết như là ngả dạ và nó sẽ kéo lùi sự phát triển của đất nước hàng thập kỷ chứ không đơn giản. Cho nên chính quyền Cộng sản Việt Nam đang nỗ lực cứu lấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp Siết chết nó thì dễ, những hậu quả thì khôn lường, mà buông bỏ nó thì tự phát thì cũng tới ngày thị trường vốn sẽ bị sụp đổ. Cái khó là siết nhẹ tay, siết có chọn lọc để đưa nó vào quy củ và Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm gì? Vụ án Tân Hoàng Minh là một vụ án mà Đảng Cộng sản Việt Nam dùng nó để răn đe những doanh nghiệp khác không được làm bậy và cách này không phải là cách hiệu quả. Với lòng tham với lỗ hổng pháp lý chưa được phải là cách hiệu quả và với lòng tham và mỗi lỗ hổng pháp lý được chưa được chám lại thì doanh nghiệp vẫn nhắm mắt làm liều như thường. Được biết, ba công ty con của Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu với tổng cộng huy động vốn là 10.300 tỷ hồ tệ sẽ trả tiền lại cho nhà đầu tư như thế nào khi mà tổng vốn của nó là 17.050 tỷ. Nhưng vốn vay hết 14.500 tỷ và chiếm đến 85% còn lại vốn sở hữu chỉ còn có 2.550 tỷ đồng. Vậy thì họ huy động vốn thế nào để ra 10.300 tỷ đồng để trả cho nhà đầu tư khi mà vốn vay lên thị trường trái phiếu đã đổ gần hết vào các dự án? Giờ bán lúa non thì khó có thể gom đủ. Cho đến nay thì Tân Hoàng Minh hứa trả tiền cho nhà đầu tư nhưng nhà đầu tư thì vẫn chưa có bất cứ một đồng nào cả. Biết rằng các ngân hàng bảo lãnh cùng với Tân Hoàng Minh cam kết với nhà đầu tư nhưng nợ xấu vẫn là nợ xấu, trả đủ cho nhà đầu tư thì các ngân hàng bảo lãnh lại ôm nợ xấu và liệu các ngân hàng có cái rủi ro như vậy hay là không? Vụ án Tân Hoàng Minh là một ngòi nổ, nếu như mà chính quyền Cộng sản Việt Nam để cho nhà đầu tư mất trắng thì có khả năng thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển chưa hoàn chỉnh đã lãnh cú sốc lớn. Chính quyền Cộng sản Việt Nam có thể bịt ngòi nổ này Tuy nhiên thì nền tảng vững chắc cho thị trường trái phiếu thì họ vẫn loay hoay giống như là gà mắt tóc. Từ năm 2020, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã có báo cáo nói rằng tiềm năng đầu tư nước ngoài vào cơ quan xếp hạng tín nhiệm trong nước tại Việt Nam. Thực ra thì đây là động thái chỉ ra điểm yếu của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, cách nói của ADB nói tránh nên dùng từ tiềm năng như thế là để khen Lẽ ra thì nhà công quyền cộng sản Việt Nam cần phải sửa ngay hoặc là ngay lập tức lập ra các cơ quan đủ uy tín để hoạt động ngành xếp hạng tín nhiệm hoặc mời những công ty uy tín trên thế giới vào Việt Nam hoạt động để gạn lọc những doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn ra khỏi thị trường nhằm bảo vệ nhà đầu tư. Tuy nhiên thì đến nay cộng sản Việt Nam vẫn chưa có một doanh nghiệp nào đủ uy tín để xếp hạng mức tín nhiệm cho doanh nghiệp. Chính vì vậy mà hàng loạt những con lạc đà những doanh nghiệp ba không mới có thể dễ dàng chui được qua lỗ kìm. Hiện nay thì có rất nhiều báo chấn an nhà đầu tư rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn đáng tin và tuy nhiên thì nhìn vào hành động của ông Phạm Minh Chính thì sẽ hiểu. Nhân dịp ông Chính đến Mỹ dự hội nghị Mỹ và Đông Nam Á đã tranh thủ cầu cứu Bộ trưởng Tài chính Mỹ là Janet Yellen hỗ trợ cho Cộng sản Việt Nam về xây dựng năng lực, cơ chế nhằm phát triển hiệu quả thị trường vốn và thị trường bất động sản nói thẳng ra là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thừa biết họ không có năng lực điều khiển hai thị trường này nên phải cầu cứu. Không biết phía Mỹ sẽ giúp đỡ như thế nào. Có thể trong thời gian tới thì một số công ty xếp hàng tín nhiệm uy tín của Mỹ sẽ nhảy vào thị trường xứ Cộng sản Việt Nam. Nếu như điều này xảy ra thì Mỹ sẽ cứu cho cộng sản một bàn thua trông thấy. Tại sao khi bí thì đảng cộng sản Việt Nam thường sẽ chạy qua Mỹ để cầu cứu chứ không phải là sang bên thằng bạn đều ở bên tàu? bởi họ biết chỉ có Mỹ mới có đủ trình độ và sự tử tế và sự nhiệt tình giúp đỡ cho họ chứ không phải là tàu cộng. Tuy nhiên thì họ vẫn chửi Mỹ ra giả hàng năm từ năm này qua năm khác nhưng vẫn đưa con cái của họ để qua Mỹ du học và vẫn qua đó để đi ăn xin. Cộng sản là vậy, rất vong ơn bụi nghĩa. Ông Phạm Minh Chính gặp Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen gặp gỡ thượng nghị sĩ Patrick Leahy và một số nghị sĩ Mỹ khác. Tại thủ đô Washington thì ông chính phát biểu chính sách Việt Nam nghiên cứu chiến lược quốc tế CSIS và sau đó thì Thủ tướng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo ngân hàng thế giới và các tập đoàn Mỹ gồm có Asia Group, Blackthorn S và A IS. Trong khổ chuyến thăm từ 11 đến 17 tháng 5, ông Thủ tướng Công an Phạm Minh Chính cùng với lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á sẽ tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt 45 năm quan hệ Mỹ và Đông Nam Á diễn ra tại thủ đô Washington trong hai ngày đó là ngày 12 và ngày 13 hôm qua. Sau đó thì ông sẽ thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc. Như vậy thì rõ ràng trong lịch không có việc gì cho Tô Lâm ở tháp tùng. Nếu như mà trong nước thì việc ông Tô Lâm tháp tùng Phạm Minh Chính là bảo vệ trong chính, nhưng ra nước ngoài thì công tác an ninh được nước sở tại đảm nhiệm. Như vậy thì khác nào Tô Lâm là nhân vật thừa thải theo đóm ăn tàn? Ông Tô Lâm vốn là người thích công du nước ngoài, tuy nhiên thì những tai tiếng ông để lại là không ít. Chuyện Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò rất vàng trị giá 10 con bò thì giờ vẫn đang nóng và người dân vẫn chưa quên. Và không biết ông Phạm Minh Chính để cho Tô Lâm sắt cánh sẽ thế nào? sẽ có ngày ông tô lâm mang lại cho phạm minh chính những xấu hổ đến vuốt mặt không kịp và không biết ông thủ tướng cộng sản việt nam phạm minh chính có nhận ra điều này hay là không theo tôi nghĩ thì điều này phạm minh chính nhận ra nhưng mà ở trong chế độ cộng sản việt nam nó thường là như vậy thưa quý vị và các bạn thân mến đà nẵng miếng đất đáng sống của nguyễn bắc thanh là như thế này sao theo thảo ngọc Ngày 11 tháng 5 vừa qua thì các báo Cộng sản Việt Nam đồng loạt đưa tin về việc Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng bị kỷ luật vì gái. Mặc dù thì báo chí không nói cụ thể Lê Minh Trung bị kỷ luật về tội gì, nhưng cứ xem cách viết thì mọi người thừa biết đó là tội gái gú. Được biết, khi mà còn giữ chức bí thư quận Thanh Khê, Lê Minh Trung từng gian díu với một cô giáo tên là Chi và có con với cô này, nhưng mà không nhận. Ông Bí Thư Trần Thọ khi đó đứng ra dàn xếp bao che ém nhẹm và không kỷ luật Lê Minh Trung. Nay thì ngựa quen đường cũ cho nên mới có cảnh Lê Minh Trung ngã ngựa ngày hôm nay. Kể từ khi ông vua miền Trung Nguyễn Bá Thanh gãy cánh giữa đường thì thành phố đáng sống theo cách nói của Nguyễn Bá Thanh liên tục có biến, liên tục, liên tục và liên tục. Đầu tiên là cuộc chiến giữa đệ bà thanh là đương kim bí thư đà nẵng nguyễn xuân anh và đệ của phúc niệm là huỳnh đức thơ đương nhiên là kẻ đương chức sẽ mạnh thế hơn người đã bị khuất núi và do đó thì cờ lờ mở vờ nguyễn xuân phúc đã chống lưng cho huỳnh đức thơ và như vậy thì nguyễn xuân anh cũng đã bị gãy cánh hai tháng sau khi mà nguyễn xuân anh bị cách chức singapore đã bắt sống vũ nhôm nộp cho bộ công an Vũ Nhôm chính là người đứng tên doanh nghiệp tặng xe và nhà cho Nguyễn Xuân Anh. Mở rộng điều tra vụ án này thì 13 cán bộ về hưu hoặc đương nhiệm ở Đà Nẵng tiếp tục bị khởi tố. Trong đó thì có hai cựu chủ tịch thành phố đó là Văn Hữu Chiến và Trần Văn Minh. Nhưng bên nước cuộc huyền Huỳnh Đức Thơ thì cũng sức đầu mẹ chán với án kỷ luật là cảnh cáo nhưng không bị mất chức. Sau đó thì những bê bối của Huỳnh Đức Thơ cũng bị phanh phui bồ nhí của chủ tịch đà nẵng huỳnh đức thơ là lê thị mỹ hạnh bị tố là đã cấu kết với công ty tiên sa hủy hoại xẻ thịt băm nát bán đảo sơn trà và sở hữu nhiều tài sản khủng đến nỗi mà nhiều vị lão thành cách mạng tại đà nẵng đã đề nghị ủy ban kiểm tra trung ương vào cuộc làm rõ nhiều vấn đề nghiêm trọng về lý lịch sự thăng tiến quá nhanh về chức vụ việc vi phạm luật hôn nhân và gia đình sở hữu nhiều tài sản lớn và có nhiều doanh nghiệp sân sau đối với huỳnh đức thơ trong đơn kiến nghị ghi rõ rằng Huỳnh Đức Thơ không xứng đáng làm chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng. Khi vòng trường Quang Nghĩa được trên điều về dẹp loạn đã khôi phục một số người bị Xuân Anh đi, điển hình và buồn cười nhất đó là tháng 2 năm 2017, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 của Nguyễn Xuân Anh đã biểu quyết 100% miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch thành phố với ông Đặng Việt Dũng. Một năm sau, tháng 7 2018, cũng tại Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng của ông Nghĩa, 44 trên 48 đại biểu có mặt đồng ý bầu ông Dũng trở lại làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngoài ra thì Đà Nẵng còn làm một việc trời mà địa phương nào có thể làm được đó là dưới thời của chủ tịch Trần Văn Minh đã bán cả sân vận động Chi Lăng vốn là công trình gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người dân Đà Nẵng một thời đây là chảo lửa tạo khí thế cho đội bóng đá sông Hàn giành thứ hạng cao trong làng bóng đá nước nhà. Sân Chi Lăng được bán cho tập đoàn Thiên Thanh với hàng loạt sai phạm mà đến nay thì Đà Nẵng muốn lấy lại mà không thể lấy được. Ngoài ra thì Đà Nẵng còn lập kỷ lục khi mà ngôi biệt thự hạng sang bậc nhất Đà Nẵng của vị giám đốc công an đại tá Trần Văn Tam có diện tích 1.000m2 ước lượng giá trị trường là hơn 100 tỷ hồ tệ một tài sản vô cùng lớn so với lương và phụ cấp của một giám đốc công an tỉnh có người đặt câu hỏi là lương cán bộ như ông Tam phải đến 277 năm mới có 100 tỷ và biệt phủ của ông giám đốc công an Đà Nẵng ở đâu chui ra. Ở phần trên đã nhắc đến Nguyễn Bá Thanh mà không nói đến người con duy nhất của Nguyễn Bá Thanh chính là Nguyễn Bắc Cảnh là một thiếu sót vô cùng to lớn. Năm 2019, Nguyễn Bắc Cảnh sinh năm 1983 là thanh ủy viên, phó trưởng ban dân vận thành ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng dính bê bối tình ái. Cảnh lập hot girl Dương Thể Ni sinh năm 1994 làm vợ bé sinh con. Nguyễn Bắc Cảnh đã bị kỷ luật và cách hết tất cả chức chức vụ trong đảng và sau đó thì cảnh xin nghỉ việc tổ chức lễ cưới hoành tráng Dương Thể Ni tại đảo quốc Singapore và mời tất cả các quan chức Đà Nẵng sang đó để dự hôn lễ. Với số tiền hàng tỷ Mỹ Kim từ người cha ăn cướp đất được để lại, Nguyễn Bắc Cảnh đang đầu tư và sống vương giả tại đảo quốc sư tử này. Câu chuyện về Đà Nẵng thì còn rất nhiều có thể nói quan chức Đà Nẵng đã biến cơ quan thành ủy thành một nơi để cực kỳ bê bối và ô hợp. Để thu tóm quyền lực thì các phe dàn xếp và cắm người của mình vào đó, hòng đứng đầu các ban ngành dễ kiếm ăn, kiếm chác và những kẻ vô học bất tài nhưng trang bị không thiếu thứ gì, cử nhân cao cấp chính trị thậm chí thì học vị thạc sĩ tiến sĩ để trèo cao, leo sâu vào bộ máy. Vậy, thành phố đáng sống giờ nát bét như thế nào? Phải chăng là quả bão nhãn tiền từ thời Nguyễn Bá Thanh gây ra bao nhiêu tội ác với người dân Đà Nẵng, đặc biệt là với giáo dân, giáo sứ cồn dầu? Đến bao giờ Nguyễn Bá Thanh và các thế hệ kế tiếp mới có thể trả hết được món nợ máu xương của người dân đây? Thưa quý vị và các bạn thân mến, không lẽ chỉ đọc mỗi cái tựa của báo Nhà nước Cộng sản Việt Nam? Theo Lê Tự Do, thì những từ khóa tìm kiếm nào nhiều nhất, tin tức nào nóng nhất được các chuyên gia truyền thông phân tích rồi các công ty quảng cáo trực tuyến biết phải làm sao để mà sale cho lên top. Hiện nay thì một số ý kiến trên cộng đồng mạng cho rằng nhiều cơ quan báo chí, truyền thông đã đưa thông tin không rõ ràng hoặc là cắt xén bóp méo thông tin. Có thể nói, đặt đầu đề là việc làm có tính chất quan trọng của bài báo. Bài báo rất hay nhưng đầu đề dở thì có thể làm mất ít nhất một nửa số độc giả và việc đặt đầu đề để độc giả tò mò xem hết một bài báo là điều hoàn toàn không hề dễ dàng một chút nào cả. Theo một kết quả điều tra xã hội học thì những nhà báo được hỏi cho rằng chỉ có khoảng 30% tít đặt hay Đồng thời thì họ cũng cho rằng đặt tít hay không phải là khâu đơn giản, mặc dù thì cố gắng nhưng chưa chắc đã có kết quả tốt. 100% những nhà báo được hỏi đều công nhận luôn có hứng thú đọc những bài báo có tít hấp dẫn. Có 18% số người được hỏi nói họ không thường xuyên cố gắng đặt tít hấp dẫn. Và cũng theo kết quả này thì có tới 80% số người thích tít hấp dẫn về phương tiện nội dung và 20% thích tít báo được trình bày hấp dẫn. Về thao tác đặt tít thì có 35,4% lo khái quát nội dung bài, 29,16% muốn mạ cho tít hấp dẫn, 27,08% thích thể hiện phong cách cá nhân, độc nhân, độc đáo và chỉ có 8,3% chú tâm đến ngôn từ cho tít. Cũng theo ý kiến thì thời buổi tràn ngập thông tin, người đọc thường chỉ lướt của cái tít, đầu đề, chữ to in đậm mà thôi. Vì vậy thì thủ thuật bẩn của báo chí và mạng xã hội là bất chấp nội dung, rút cái tít sao cho đánh mạnh vào cảm xúc là đủ dẫn dắt dư luận xã hội thật rồi. Cái gọi là tít tựa giật gần nhằm thu hút độc giả có thể nói hoàn toàn không thể gọi là thủ thuật bẩn cầm một tờ báo giữa một rừng thông tin thêm vào đó là giới hạn khoảng thời gian nếu như tựa đề của bài nào cũng giống như bài nào tựa nào cũng giống chung chung liệu trang độc giả có đủ hứng thú ở đọc báo bài báo đó hay là không thậm chí thì liệu trang độc giả có thèm để ý đến nội dung đó là một độc giả nếu so sánh hai cái tựa môn lịch sử thành môn lựa tự lựa chọn cho bậc trung học phổ thông từ lớp 10 với xếp lịch sử là môn tự chọn chẳng khác nào xóa sổ hay là học sinh tự chọn môn học liệu có bị định hướng. Với riêng cá nhân của tôi thì hai tựa sau sẽ thu hút cái tò mò của người xem nhiều hơn bởi cái tựa đầu đã quá rõ ràng rồi. Anh Minh một độc giả ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ suy nghĩ cá nhân của mình. Bên cạnh đó thì cũng có ý kiến cho rằng việc đặt tít tựa không rõ ràng, không cụ thể thì sẽ trở thành dẫn dắt dư luận, cứ tạm cho là đúng chẳng lẽ độc giả chỉ xem mỗi cái tựa đề. Nhớ lại cái thùa còn ngồi trên ghế nhà trường, thầy cô cũng dạy, văn hay chẳng luận đọc dài, chỉ đọc mở bài là biết văn hay. Để trở thành một bài báo thì lẽ tất nhiên không chỉ có cái tựa mà còn phần mở đầu, sapo đầu, còn một đoạn, một loạt những vấn đề ở phía sau. Bên cạnh đó thì còn là vai trò và trách nhiệm của phóng viên, của thư ký tòa soạn của tổng biên tập. Nếu như cái tựa không thu hút được sự tò mò, Sapo đầu tiên hấp dẫn, mở đầu của bài sẽ không hấp dẫn và liệu rằng được bao nhiêu người sẽ tập trung đọc cho đến hết. Theo mình nghĩ thì để đạt được cái tít tựa thu hút được người xem không chỉ là báo giấy mà còn trên các phương tiện truyền thông khác là điều hoàn toàn không dễ dàng. Theo như một người quen của mình thì ông ấy chỉ nhìn vào cái tít tựa rồi phán báo này đài nọ sai bét, bị đặt xuyên tạc nhưng lại chẳng bao giờ chịu đọc cho hết các bài xem nó như thế nào. Vậy có khác gì đánh giá con người vội vàng chỉ qua vẻ bề ngoài đâu. Thứ vị và các bạn thân mến, Boeing muốn mở cơ sở tại Việt Nam trong cuộc gặp với Thủ tướng Công an Phạm Minh Chính hôm 11 tháng 5 tại thủ đô Washington, đại diện tập đoàn sản xuất máy bay Boeing cho biết họ muốn mở cơ sở tại Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và ủng hộ kế hoạch mở rộng các cơ sở tại Việt Nam của tập đoàn Boeing, truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam loan tin. Ngoài ra, ông Phạm Minh Chính đề nghị Boeing mở cơ sở bảo hành bảo trì có chính sách giúp cho doanh nghiệp Việt Nam vượt khó khăn. Ông chính cho biết như trên khi mà tiếp ông Mark Allens, phó chủ tịch cấp cao chiến lược và phát triển doanh nghiệp kiêm giám đốc chiến lược của tập đoàn Boeing. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết lĩnh vực hàng không của cộng sản Việt Nam sẽ phát triển rất mạnh trong thời gian tới và Boeing có thể tham gia phát triển hệ sinh thái hàng không của Việt Nam theo trang báo của thanh niên. Ông Allen cho hay Boeing hiện đang quan tâm tới việc hỗ trợ cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững. Ông mong muốn mở rộng các cơ sở Việt Nam để cung cấp nguyên liệu và tìm hiểu các cơ hội hợp tác về công nghệ kết nối với các hãng hàng không. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng ông mong muốn Boeing hợp tác với phía Cộng sản Việt Nam trên tinh thần đã nói phải làm. Chúng tôi có liên lạc với tập đoàn của Boeing để tìm hiểu thêm về các kế hoạch mở rộng cơ sở và hợp tác tại Việt Nam như là truyền thông trong nước loan tin nhưng chưa được phản hồi. Hiện Boeing là đối tác cung cấp máy bay và dịch vụ hàng không liên quan cho Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietnam Airlines đang khai thác 11 máy bay của Boeing 787 789 và 4 chiếc máy bay Boeing 787 10 chiếc và phục vụ cho các đường bay quốc tế Việt Nam và châu Âu cũng như là các đường bay trong nước và khu vực. Theo trang thanh niên thì tập đoàn Boeing dự kiến sẽ mở rộng trong các lĩnh vực như là đào tạo hàng không, xây dựng trung tâm kỹ thuật mở rộng kết nối với các đối tác ở trong nước, tham gia vào các chương trình trách nhiệm xã hội CAS Boeing từ lâu đã nhận ra tầm quan trọng của Việt Nam và trong hơn 25 năm, Boeing đã nỗ lực phát triển và củng cố năng lực hàng không vũ trụ Việt Nam. Trang thông tin của tập đoàn này viết, vào tháng 8 năm 2021, Boeing mở văn phòng đầu tiên tại xứ Cộng sản Việt Nam. Tập đoàn Boeing hiện hỗ trợ phục vụ khách hàng ở 150 quốc gia, là nhà sản xuất hàng đầu máy bay phản lực thương mại, hệ thống phòng thủ, hàng không vũ trụ và an ninh, đồng thời là nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, với Trung Quốc là trọng tâm, Biden cam kết 150 triệu đô la với các nhà lãnh đạo của khối Đông Nam Á. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ họp với các nhà lãnh đạo ở Đông Nam Á và lời hứa chi một năm 150 triệu đô la cho cơ sở hạ tầng an ninh chuẩn bị cho đại dịch và các nỗ lực khác nhằm chống lại ảnh hưởng của đối thủ Trung Cộng. Hôm 12 tháng 5, ông Biden bắt đầu hội nghị thượng đỉnh hai ngày với Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á tại Washington với bữa ăn tối dành cho các nhà lãnh đạo tại Tòa Bạch Ốc trước khi hội đàm tại Bộ Ngoại giao vào thứ 6-13 tháng 5. Chính quyền của ông hy vọng những nỗ lực này sẽ cho các nước thấy rằng Washington vẫn tập trung vào Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và thách thức lâu dài của Trung Cộng, vốn là đối thủ cạnh tranh chính trị của nước này, bất chấp cuộc chiến ở Ukraine. Chỉ trong tháng 11, Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ phát triển 1,5 tỷ đô la cho các nước Đông Nam Á trong vòng 3 năm để chống lại đại dịch Covid-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế một quan chức cấp cao của chính quyền hoa kỳ nói với phóng viên chúng tôi cần đẩy mạnh vai trò của chúng tôi ở đông nam á chúng tôi không yêu cầu các quốc gia đưa ra lựa chọn giữa hoa kỳ và trung quốc tuy nhiên thì chúng tôi muốn làm rõ ràng rằng hoa kỳ tìm kiếm các mối quan hệ mạnh mẽ hơn cam kết tài chính mới bao gồm đầu tư 40 triệu đô la vào cơ sở hạ tầng nhằm giúp khử khí carbon trong nguồn cung cấp điện của khu vực và 60 triệu đô la cho an ninh hàng hải cũng như là khoảng 15 triệu đô la tài trợ y tế để giúp phát hiện sớm COVID-19 và các đại dịch hô hấp khác. Một quan chức nói, nguồn vốn bổ sung sẽ giúp cho các quốc gia phát triển kinh tế, kỹ thuật số và luật trí tuệ nhân tạo Cảnh sát biển Hoa Kỳ cũng sẽ triển khai một tàu đến khu vực để giúp cho các đội tàu địa phương chống lại những gì mà Washington và các nước trong vùng mô tả là đánh bắt trái phép của Trung Quốc. Tuy nhiên thì các cam kết vẫn ít ỏi so với mối quan hệ và ảnh hưởng sâu rộng của Trung Quốc trong khu vực. Ông Biden đang làm việc trên nhiều sáng kiến hơn liên quan đến vùng này, bao gồm các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng có tên xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn và khung kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương IPEF nhưng cả hai đều chưa được hoàn thiện và dự kiến sẽ không đổi bật trong các thông báo tại cuộc họp này. Hội nghị thượng đỉnh đánh dấu lần đầu tiên của các nhà lãnh đạo ASEAN tập hợp thành một nhóm tại Tòa Bạch Ốc và cuộc họp đầu tiên của họ do một Tổng thống Hoa Kỳ chủ trì kể từ năm 2016. Các nước Đông Nam Á cũng chia sẻ quan ngại về Trung Quốc và rất muốn thúc đẩy quan hệ với Washington. Việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với các vùng biển rộng lớn ở Biển Đông đã khiến những nước này chống lại các thành viên của Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, trong khi thì Brunei, Malaysia cũng đưa ra yêu sách đối với một phần của Biển Đông. Tuy nhiên, các nước trong khu vực thì cũng đã thất vọng trước việc Hoa Kỳ chậm trễ trong việc trình bày chi tiết các kế hoạch tham gia kinh tế từ khi cựu tổng thống Donald Trump từ bỏ hiệp ước thương mại vào khu vực vào năm 2017. IPEF dự kiến sẽ được khởi động trong chuyến đi của ông Biden tới Nhật Bản và Hàn Quốc vào tuần tới. Như các nhà phân tích ngoại giao cho biết, chỉ có hai trong số 10 quốc gia của Đông Nam Á đó là singapore và philippines dự kiến sẽ nằm trong nhóm các quốc gia ban đầu đăng ký tham gia vào cuộc đàm phán theo ipef vốn hiện không mang lại khả năng tiếp cận thị trường mở rộng của các quốc gia châu á thêm muốn vì muốn quan tâm của biden đối với công ăn việc làm của người mỹ các nhà phân tích nói rằng mặc dù các nước ASEAN chia sẻ mối quan ngại của Hoa Kỳ về Trung Quốc, nhưng họ vẫn thận trọng về việc đứng về phía phe Washington hơn do mối quan hệ kinh tế chủ yếu của họ với Trung Quốc và ưu đãi kinh tế hạn chế với Hoa Kỳ. Một cố vấn của thủ tướng Campuchia Hun Sen, nhậm chức từ năm 1985 nhưng mới thực hiện chuyến thăm nhà trắng đầu tiên, nói với Reuters rằng ông Biden nên dành thời gian hơn nữa với những nhà lãnh đạo nếu như mà ông nghiêm túc muốn nâng cao quan hệ với khu vực này, cố vấn tào kim huân cho biết campuchia muốn quốc gia có quan hệ kinh tế chặt chẽ với trung quốc sẽ không chọn phe giữa washington và bắc kinh mặc dù thì đầu tư của hoa kỳ vào đất nước của ông ta đang tăng lên hàng ngày xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.